Cửa hàng Audio Bãi An Giang xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh chị và các bạn một đôi loa Mỹ AR. Đôi này model của nó là AR14F 32850 là cái số series. Đây. Teledyne Acoustic Research AR14. Và em sẽ tháo nội thất, quy nội thất cho anh em xem toàn bộ nội thất của nó ha. Đây. Chép đơm ha, đóng chữ AR ha. Trước đây. Made in USA đóng ngay đây luôn nha, AR. Tháo nội thất cho anh em luôn. Sườn của nó đây. Đây, tem đóng AR luôn ha. Đóng trên cũ AR, chữ AR luôn ha. Trên trên đây nó gắn cái tụ này để làm cái gì đây ta? Điện trở này không biết để làm cái gì. Không hiểu ha. Mặt trước nó đây anh em. Rồi này thì cái gân nó mục rồi, thay rồi ha. Anh em ha, coi xem lại cũ ha. Rồi, đến chút xíu em ráp vô và em không có tháo ra nữa đâu. Đây bộ lọc của nó đây. Ồ bộ lọc gấu dữ ta. Ừ, cái cuộn dây này khoảng 8 cm luôn, dây hai cuộn rất là to ha. Bộ lọc rất là to luôn. Trên thùng thì nó có đóng số ha, dây thùng có đóng số. Về phần cái bông á, cái thùng này nó bông nhiều khủng khiếp luôn, nó nhém cứng dữ dằn. Đây anh em, chỉ có một cái thùng thôi mà nó nhét bao nhiêu bông đây nè, anh em tưởng tượng đi, cứng ngắc luôn. Em tháo ra là em móc ra cứng ngắc luôn á. Cái hãng AR này không biết nó làm cái kiểu gì, nhét nhiều bông không biết để làm gì. Cứng đến nỗi mà hơi trong cái thùng nó không còn phản trống nữa chứ. Cứng quá rồi em không biết cái tác dụng của nó là nó tiêu âm, nhưng mà nhiều quá thì thấy nó cũng không tốt. Nhưng mà một hồi để em lắp và em thử chất âm thử là anh em biết ha. Rồi bây giờ để em sẽ dồn vào em lắp là em test cho anh em nghe thử ha anh em. Đây anh em. Cái chất của dòng AR này thì anh em cũng đã biết ha. Bass nó mềm mà nó sâu thầm thẳm luôn. Không biết anh em nghe qua cái điện thoại này không biết nó thể hiện được hay không. Cái micro không biết nó có thể hiện được hay không. Bass cực kỳ sâu. Chừng của dòng AR nha. Và em cũng xin giới thiệu cái AR14 này nó có khoảng hai cái biến thể. Có hai ba cái biến thể thôi nha. Một dòng là khi anh em tháo ra thì 500 ở trong nó sẽ vuông. Chép thì là cũng 500 vuông chép tròn, mà củ tròn củ từ nó màu trắng, 500 màu trắng không, cái sắt từ nó màu trắng. Còn cái biến thể này 14F này, AR14 này, cái kia là lưới củ 500 như em đã tháo hồi nãy, là củ từ nó 7 màu. Cái tủ chì chép với củ từ của bass giống như nhau. Và cái lưới của nó đây, lưới bố anh em, lưới bố nha. Thường
thường thông thường những cái đo lò lưới bố thì anh em chúng ta thường nghĩ là thường xem cái lưới bố là nó sẽ cao cấp hơn là những cái dòng lưới vải. Cái biến thể kia thì lưới nó chỉ là lưới vải đen thôi, vải đen, vải đen từ vuông và từ chép là tròn, còn biến thể này thì từ tròn và lưới này là lưới bố, bát cực kỳ sâu luôn anh em. Sâu luôn. Coi cái trên đây là cái dép nhựa ha, cho nên là nó có lò do cái anh em chúng ta cái ở ngoài bãi anh em nước ngoài người ta sử dụng, người ta tháo ra người ta dặn vào nó cứng thế nào nó bị đứt chỗ này ha, nhưng mà nó không ảnh hưởng nha, nhìn xa không thấy đâu nha. Còn bát thì đẹp tuyệt vời nha. Cái vành này cái vành ngoài thôi chứ không phải trong nha, không ảnh hưởng nha. Bát không biết anh em có nghe được cái tiếng bát không, nó mềm quá mềm luôn, nó mềm tới nỗi mà mềm nhũn luôn á, chứ không phải là mềm bình thường. Và đo lo này thì thục quách thì nó còn đẹp tuyệt vời, đẹp keng luôn. Mình sẽ đo thông số cho anh em. Chiều ngang nó là 35, mặc dù bát nó chỉ có 25 thôi nhưng chiều ngang thùng nó đến 35 cm và chiều sâu của nó là 28 cm, chiều cao của em nó là 63.5 cm. Đó là kích thước chuẩn của một cái lo thùng nha. Đây anh em, thùng quách của nó đây còn cực kỳ đẹp ha, thành quách góc cạnh còn đẹp tuyệt vời. Bát rất là mềm luôn, rất là sâu. Đây chạm lo có một tinh chữ chép ha, A cao tiết kỳ sơ ha, chạm lo đóng A cao tiết kỳ sơ nè, có một tinh chỉnh chép ha, góc cạnh thành quách lo này đẹp tuyệt vời luôn. Đôi lo này đẹp trên 90% nha, bên đây cũng vậy, lo nguyên zin nguyên bản 100%. Đôi lo này em cũng xin báo giá luôn, 7.900.000 đồng nha. Đôi lo AR này 7.900.000 đồng, rất rẻ nha, cho anh em về chơi Tết luôn, giá cực kỳ rẻ. Đôi này giá thị trường khoảng 9 triệu, hơn 9 triệu. Cái sản phẩm thứ hai em xin giới thiệu là con âm ly xanh xuôi 3.300, con này đẹp long lanh luôn anh em. Đây vỏ gỗ nó đây đẹp ghê chưa, xem ha, nó đẹp long lanh luôn anh em. Đây anh em xem gõ nè, viền này các cái này nó không có một miếng bọn luôn, rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Các nút của nó này còn cực kỳ đẹp ha. Có chỗ này nó lọt mấy cái miếng bụi vô đây ha, cái này cái bụi chứ nó không phải là chày, không phải là bể, không phải gì hết. Đây em quay cỏ cho, nó lọt hai cái miếng giống như là cái gỗ cái vỏ nó gớt vô trong đó vậy đó, nó như nó bị chốc á, rồi cái nó lọt vô trong sao mà dính lên đây nè. Đây có cái núm này nhìn nó cái núm mít này nè ha, anh em nhìn nó hơi khác so với núm khác nha. Đây này em cũng không hiểu nè,
nhập về nguyên bản của nó là vậy thì mà nhưng mà không ảnh hưởng đến thẩm mỹ nha. Con xanh xui 3.300 này thì được với anh em chơi audio đánh giá rất là xuất sắc. Con này có thể theo cảm nhận của quý anh chị thì không biết thế nào, nhưng mà đối với riêng em, con này nó đánh không thua con 5.000X. Con 5.000X, con 5.000X giá nó thì cao ngất ngưỡng, nó cao hơn con này rất nhiều. Nhưng mà một số lần trước em cũng đã có so sánh rồi, thật sự là con 5.000X không hơn con này đâu nha. Mặc dù cái con 5.000X thì nó quá nổi tiếng rồi, nó chạy thị trường, nó rất tốt, nó chạy thị trường rất tốt. Con này thì nói chung thì anh em chúng ta có rất nhiều người chưa biết đến cái dòng 3.300 này, cho nên là khá là lạ lắm, anh em cũng không biết. Con 5.000X thì thật sự đánh không qua con này đâu, bảo đảm với anh em luôn. Ruột rang thì còn đẹp 7 màu nha, nguyên zin 100%, đánh 4 sò sắt. Vỏ gỗ đẹp cực kỳ đẹp luôn. Em quay phía sau cho anh em nha. Đẹp long lanh luôn, khỏi chê chỗ nào hết. Con âm ly này nó chạy 3 cầu lo A, B, C nha. A, B, C. Và con này nó cũng chạy 4 dòng điện. 4 dòng điện nha anh em. Em test em đây, đèn của nó đây, rất đẹp nha, đèn xanh nha. Với công việc ha, đài bắt tốt ha, đã quên mất đi giờ ăn uống của mình, đài bắt rất tốt, do đó không chỉ không đảm bảo dinh dưỡng, đài ok ha, FM AM đều như nhau, sóng bắt rất tốt, chưa gắn anten mà bắt được đài FM luôn nha, tốt rất tốt luôn á. Con này em cũng báo giá luôn với anh em, một con hàng bãi đẹp xuất sắc như thế này, chưa dùng ở Việt Nam, nguyên zin hết, thì em sẽ bán với giá là 9.400.000 đồng, 9.400.000 đồng cho xanh xui 3.300 ha. Tết cũng đến rồi, anh em cũng nên sắm một con về chơi Tết nha. Còn cực kỳ đẹp nha, con này xây lớn, bề ngang nó khoảng 50 anh em, rất gấu rất khủng. Gột gan thì anh em nhìn là mê, anh em muốn xem gột thì anh em kết bạn Zalo, em sẽ gửi hình cho anh em xem. Bát đôi R này, bát cực kỳ phê á, bát nó mềm, nó là độ mà không biết anh em nghe được hay không qua cái điện thoại này. Không biết anh em nghe qua cái điện thoại xem hoặc qua TV, anh em không nghe được đâu. Cái tiếng bass của AR là chắc chắn với anh em rằng là không có đôi loa nào có thể thể hiện được tiếng bass của nó. Cho nên là anh em cho dù lấy cái bản nhạc này, anh em gắn vào một cái loa, anh em nghe không được cái được tiếng bass như vậy, bảo đảm với anh em luôn. Rồi, em xin cũng xin kết thúc video tại đây. Xin kính chào anh em ha. Hôm nay em sẽ giới thiệu lên một số sản phẩm nữa nha. Anh em theo dõi, anh em nhớ đăng ký kênh để xem được những sản phẩm mới nhất của cửa hàng chúng em. Vâng, xin cảm ơn toàn thể anh em.